sau việc chia buồn khi hay tin cậu ruột Hiếu Hiền qua đời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, tin tức cậu ruột của diễn viên Hiếu Hiền qua đời đã khiến không ít những sao Việt lên tiếng chia buồn cùng với gia đình. Cùng với đó là hàng loạt những người hâm mộ cũng tỏ lòng tiếc thương đối với gia đình của anh. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Diễn viên Hiếu Hiền là con của cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, một nữ nghệ sĩ được rất nhiều người trọng vọng và nhiều sao Việt gọi thân mật bằng má. Tiếp nối mẹ của mình, Hiếu Hiền cũng trở thành một diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, cách đây 9 năm, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng Hiếu Hiền. Vừa qua, Hiếu Hiền lại nhận thêm một tin đau lòng. Sau 9 năm kể từ ngày mẹ mất, người cậu ruột thân thương của anh cũng vừa ra đi. Anh đau xót báo tin này trên trang cá nhân. Sau mẹ là bà ngoại, rồi đến cậu Vượng cũng ra đi, những người thân thương của con đã biển biệt xa mãi. Chỉ có cậu Vượng và cậu Thủy là người hiểu con nhất, nhìn rõ được thâm độc của đứa cháu gái kinh tởm nhất. Con biết mình chưa đủ giàu để người ta coi trọng, nhưng cách sống của con sẽ đủ làm cho con ngẩng cao đầu và không làm gì để mang tiếng xấu cho mẹ con. Giờ là lúc con chỉ biết lo cho gia đình nhỏ, trân trọng vợ con cùng với anh em, người dân khác họ, nhưng hơn hẳn hai chữ ruột thịt, đơn giản là vì họ biết quý mình và ngược lại. Có những bài học liên quan đến chữ tiền mà khiến cho người ta bỗng dưng mạnh mẽ để đạp lên mọi thứ. Anh nghẹn ngào chia sẻ, cậu ruột là người hiểu mình nhất nhưng cuối cùng cũng không tránh được quy luật sinh lão bệnh tử, tiếp nối mẹ và bà ngoại rời bỏ cuộc đời. Phía dưới bài viết, đông đảo sao Việt như nghệ sĩ ưu tú Hậu Châu, Ốc Thanh Vân, Quyền Linh, Tiến Luật, Minh Nhí, Nhật Cường, Lương Thế Thành, siêu mẫu Xuân Lan cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình Hiếu Hiền. Nam diễn viên bỗng dưng muốn khóc vốn là người sống rất tình cảm nên ai nấy đều động viên anh, mong anh mau chóng vượt qua được nỗi mất mát này. Trước tin buồn của gia đình Hiếu Hiền, không chỉ sao Việt mà khán giả cũng gửi lời chia buồn, động viên đến tinh thần nam diễn viên. Liên tiếp chịu đựng nỗi đau mất người thân, ắt hẳn Hiếu Hiền đang vô cùng đau đớn và cần sự chia sẻ từ mọi người. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.